Chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu bằng một cái sản phẩm khác của Simax. Thì đây là một cái kềm bấm river, kềm rút river ha, của Simax, mã hàng là C0221. Thì đây là một cái kềm mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ không có phải là chúng ta thay đổi cái đầu kềm ha, không phải thay đổi những cái đầu mà để cho nó phù hợp với cái hàng những cái cây river. Chúng ta cái việc là chúng ta sử dụng cái loại river nào thì chúng ta chỉ bỏ vào đúng cái lỗ của nó thôi, thì chúng ta việc xoay phía trên đầu nó là được ha. Thì ở dưới đây là những cái dòng ghi chú về cái sản phẩm. Rồi thì mình sẽ mở về bên trong cho các bạn xem cái sản phẩm bên trong. Thì đây cũng là một cái sản phẩm rất đặc biệt của bên hàng nhãn hàng Simax. Thì đối với Simax thì cũng là những cái sản phẩm thuộc giá tầm trung, thì rất dễ cho tất cả các anh em thợ nó sử dụng và chúng ta mua sản phẩm. Thì nhưng mà chất lượng thì khá là ổn định, cho nên chúng ta an tâm để sử dụng những cái sản phẩm của Simax. Thì bên trong cái sản phẩm của nó, đây là một cái cây kềm với cái thân được làm bằng thép và được phủ sơn tĩnh điện màu đen, còn phía tay cầm phía dưới là màu xanh, thì để cho chúng ta có thể là dễ dàng cầm nắm, chống trơn trượt. Còn đây là một cái hộp để chúng ta có thể là khi mà chúng ta bấm river thì cái cây nó sẽ rơi vào bên trong, để chúng ta có thể là tiện việc mà không có bị rơi ra ngoài ha. Rồi thì chúng ta có thể là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc bẻ hai cái tay cầm như thế này vào thì cây rút river sẽ tự động cắt. Thì mã hàng của nó là C0221 ha các bạn chú ý. Thì trên cái thân của cái sản phẩm này bên trong người ta sẽ có một cái mạc và cái tem nhãn này sẽ được cố định trên cái sản phẩm luôn. Đó, cho nên chúng ta không bị nhầm lẫn về cái mã hàng. Vì những cái sản phẩm nào có mã hàng thì chúng ta an tâm về cái việc mà nó sẽ có mặt trên tất cả các trang Google để các bạn có thể dễ dàng tra cứu tìm kiếm thông tin về giá cả. Còn cái phần này là cái phần đầu, chúng ta có thể bỏ cái cây river vào tùy cái nhu cầu các bạn sử dụng, loại cây nhôm, cây thép hay inox hay gì đó chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể là xoay chuyển cái đầu nó phù hợp với cái cây river mà chúng ta đang có trong tay, chúng ta mục đích chúng ta sử dụng. Thì lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm khác nó sử dụng cái loại river, loại nút khác để chúng ta có thể là sử dụng cho cái mục đích khác ha. Thì đối với cái sản phẩm này nó cũng đơn giản và nó cũng rất là tiện dụng, nhưng mà nó so với một cây kềm bấm river bình thường thì nó hơi to hơn một chút xíu đó. Thì nhưng mà nó được trợ lực như hai bằng hai cái tay cầm như thế này thì các bạn có thể hoàn toàn bấm rất là nhanh và tiện hơn cho các bạn sử dụng nhiều. Đối với những cái sản phẩm của Simax thì luôn mang đến sự an tâm cho những người sử dụng đã từng sử dụng qua, và những ai chưa sử dụng thì chúng ta cũng một lần nên sử dụng những cái sản phẩm Simax, biết đâu các bạn sẽ cảm thấy yêu mến và thích thú với nó. Thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là thông dụng để cho các bạn có thể dễ dàng mua và dễ dàng sử dụng cho tất cả những bạn có nhu cầu, nhất là những bạn sử dụng về nhôm kính hay là sắt ha. Thì những bạn làm cửa thì làm tủ thì chúng ta sẽ cần đến những cái sản phẩm như thế này. Thì hy vọng là các bạn quan tâm đến sản phẩm và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến những cái video clip bên mình, và sẽ định kỳ sẽ có nhiều clip hơn vào mỗi ngày cho các bạn xem và tham khảo. Thì các bạn có thể là mua hàng bằng cách chúng ta liên hệ trực tiếp số điện thoại 0938443479 hoặc vào website www.đồnghề sửa chữa.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn.